Mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Và một clip mới nhất vào buổi trưa của ngày 21 tháng 1 thì đến clip buổi trưa ngày hôm nay, thì bên Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng sưu tầm được vài sản phẩm quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha, để mai mốt động lực làm thêm những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Hôm nay là có Phật Di Lạc cởi gồng nha, Phật Di Lạc cởi cá chép, tượng Phật ban phước, và bên cạnh đó là cũng có một số sản phẩm giống như là tượng Phật Thích Ca, Phật Di Đà, rồi có đá phát sáng Dạ Minh Châu nữa nha, có bốn quyển kinh bằng đá, cạnh đó có cân đồng xưa nữa ha. Và cuối clip của ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu với cả nhà mình hai siêu phẩm, đó là một bộ vàng đồng của Pháp và một cặp đôn đồng của Pháp nằm trong cuối clip của ngày hôm nay, thì cả nhà nhớ đó xem hết clip này của em nha, xem hai sản phẩm cuối cùng ha. Rồi, sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm quay lên để gửi đến cả nhà mình trong ngày hôm nay. Có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên trên màn hình giúp em nha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ ha. Địa chỉ là ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha. Mình hãy đến trực tiếp cửa hàng của em để xem ha. Rồi sau đây sẽ là từng sản phẩm sẽ có trong ngày hôm nay. Mã số 1 đầu tiên của ngày hôm nay thì bên em giới thiệu với cả nhà mình có về được bốn cái quyển kinh bằng đá xưa. Rất là đẹp như cả nhà mình ha. Đặc biệt những quyển kinh này thông đèn rất là đẹp. Để em giới thiệu từng quyển cho cả nhà mình xem nha, và gọi đèn cho mình xem ha. Quyển đầu tiên giống như đây là một cái hình ảnh là vị Phật nha. Đây cả nhà mình xem ha. Và tất chất liệu thì bằng đá. Và khi mình gọi đèn vào á thì nó thông đèn rất là đẹp nha. Đây cả nhà mình xem đây. Nổi những vị Phật lên. Đó, mình gọi đèn vào ha, sẽ nổi lên những vị Phật lên rất là đẹp nha. Đây là mã số 1 nha, bao gồm 4 quyển. Đây cái này em xem đây. Những cái trang ha, mình gọi đèn lên. Và đá rất là đẹp nha. Chữ được khắc ăn mòn. Đó, chữ được khắc ăn mòn lên như đây. Đây em về được 4 quyển, 2 quyển xanh. Phía đầu từng trang thì nó có hình ảnh các vị Phật nha. Đây là quyển kinh Phật, bao gồm mỗi một quyển bao gồm 8 trang. Quyển đầu tiên có quyển kinh màu xanh đây, cái nào xem ha, vị Phật màu xanh ha. Đó, rồi tới quyển thứ hai. Quyển thứ hai là một quyển màu đỏ. Đây cái nào xem ha, cũng là một vị Phật luôn nha. Mình gọi đèn vào sẽ nổi lên. Rất là đẹp ha. Khi mình gọi đèn vào đá nó sẽ thông qua rất là đẹp. Bao gồm 8 trang luôn, chữ được khắc ăn mòn trên đá. Đây rất là đẹp. Đây là quyển thứ hai ha. Quyển thứ hai là hình có cũng mỗi đầu trang là có một hình ảnh của vị Phật nha. Rồi quyển thứ ba. Quyển thứ ba là một quyển cũng màu đỏ luôn, cũng hình vị Phật màu đỏ. Đây, cũng nổi lên vị Phật rất là đẹp như cái nào ha. Từng trang gọi đèn đều rất là đẹp nha. Rồi, đây vị Phật đầu tiên nè. Rồi quyển số 4. Quyển số 4 là một quyển quyển đá màu xanh, cũng là một vị Phật luôn. Mỗi một quyển nó bao gồm có là 8 trang. Đó, trang đầu tiên là một hình ảnh của một vị Phật ha. Chữ tất cả chữ trên đây, chữ hai mặt nha. Đó, đây một mặt, bên đây một mặt nữa ha. Chữ được khắc ăn mòn trên đây. Đó, mỗi một quyển như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu cho một quyển kinh bằng đá xưa rất là đẹp. Có sưu tầm được 4 quyển thì mình thích sưu tầm một quyển hay hai quyển hoặc là 4 quyển cũng được ha, thì giới thiệu cả nhà mình luôn nha. 4 quyển kinh mã số 1, 4 quyển kinh đá, thì đây là mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì bên em có giới thiệu với cả nhà mình có về được còn được một hộp đá, một hộp đá phát sáng Dạ Minh Châu. Một hộp nó sẽ bao gồm như thế này. Đây cái này em xem ha. Nó bao gồm là trong đây là nó có 5 viên. Chữ thì được khắc thiếp vàng lên trên đây. Trên những cái viên đá như thế này. Và những viên đá này khi mình ban ngày mình đem ra phơi nắng nha. Mình đem ra phơi nắng thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng vào ha. Đây cái này em xem, em gọi trước cho nhà em xem nha, chứ còn mình đem ra phơi nắng nó sẽ hấp thụ ánh sáng vào. Đó, sẽ hấp thụ ánh sáng vào, mình đem vào tối thì tự động nó sẽ sáng lên nha. Ở đây là em chỉ gọi cho cả nhà mình xem thôi nè, cho cả nhà mình xem ha. Em chỉ gọi đèn thôi, còn mình khi mình đem ra mình phơi nắng đó ha, khi mình đem ra phơi nắng thì những cái này nó sẽ hấp thụ ánh sáng vào,
mình đem vào tối thì nó sẽ phát ra ha. Một hộp này mã số 2 thì một hộp nó bao gồm 5 viên như thế này, đây cả nhà em xem chữ thì nó được khắc ăn mòn lên trên đây đó, khắc nét rất là nét nè, cả nhà em xem ha, thiếp vàng lên đây nha. Và đường kính của cái viên châu này khoảng 5 cm thôi, và có giá giao lưu cả nhà mình một hộp như thế này là 3,5 triệu, bao gồm 5 viên nha, 5 viên đá được khắc chữ trên đây, chắc có thể là một cái bài kinh hoặc là một cái gì đó mà em chưa dịch được nha. Khắc ăn mòn lên trên đá này ha, và thiếp vàng lên đây 40 viên. Đặc biệt cái này mình đem ra phơi nắng, cái này mình đem ra phơi nắng ha, đem vô là nó sẽ phát ra ánh sáng nha. Đó, đây là mã số 1, mã số 2 chứ. Cái giá giao lưu cả nhà mình là 3,5 triệu cho một bộ như thế này. Mã số 2 được đựng trong một cái hộp ha, rất là đẹp. Rồi mã số 3, mã số 3 cũng là dạ minh châu, viên lớn. Đó, viên này á, một viên đá không gần khoảng là 1,5 kg nha, được đựng trong một cái hộp. Đây là mã số 3, cũng là một viên dạ minh châu. Mà đây là một viên to nha. Chữ được khắc thiếp vàng lên đây luôn. Đây cả nhà mình xem ha, rất là to nha, đựng trong một cái hộp. Và đặc biệt những viên này mình đem ra phơi nắng, nó sẽ hấp thụ ánh sáng vào nha. Đây em chỉ gọi đèn cho cả nhà mình xem trước thôi, còn về mình đem ra mình phơi nắng ha, mình phơi nắng xong nó sẽ hấp thụ ánh sáng vào trong cái viên như thế này, mình đem vô tối nó sẽ phát ánh sáng ha, rất là đẹp nha. Đó chữ ha, ở mình gọi vào, em chỉ gọi đá cho mình xem thôi, còn nữa mình về mình phơi nắng ha, mình đem ra mình phơi nắng xong thì khi mà đem vào nó sẽ phát ánh sáng nha, đem vào tối thì sẽ phát ánh sáng, dạ minh châu đá phát sáng ha. Một hộp như thế này, đây hộp to ha, đây một viên, có giá giao lưu cả nhà mình là 2 triệu đồng, 2 triệu đồng cho một viên to. Viên này á, đường kính của cái viên này cả nhà xem ha, đường kính tầm có khoảng là chọn luôn là có khoảng là gần 10 cm á, rất là to. Một viên này nặng này gần 1,5 kg ha. Đây là mã số 3 trong video ngày hôm nay. Và tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì em còn một cặp. Đó, một cái hộp này thì đặc biệt hộp này là đựng 2 viên. Được đựng trong một 2 viên như thế này. Rất là to luôn nha. 2 viên này cũng là 2 viên to, cũng là đá phát sáng nha. Chữ được khắc trên đá như thế này, được thiếp vàng lên đây ha. Mỗi một cặp như thế này, mình về mình phơi nắng nha, mình đem ra phơi nắng xong mình đem vào tối nó sẽ phát ra ánh sáng ha, nó sẽ sáng lên nha. Em gọi cho mình xem thôi, nó sẽ hấp thụ ánh sáng vào, và nó sẽ khi mình đem vào tối nó sẽ phát ánh sáng ra sẽ nổi lên những chữ rất là đẹp. Đây cả nhà mình xem ha. Và một cặp này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu, 3,5 triệu cho một cặp ha, cũng được đựng trong một cái hộp như thế này, rất là đẹp. Đây là mã số 4 có trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì hôm nay có sưu tầm được 2 cái cây cân đồng. Đây, mã số 5 là bên em có sưu tầm được 2 cái cây cân đồng xưa nha, một cặp bao gồm 2 cây như thế này. Mỗi chất liệu đồng xưa như cái nào ha. Đây là cây này cân được 25 kg nè. Cây đầu tiên, cây này cân được 25 kg. Và cây này 581. Cây này thì cân được 2 cây đều là 25 kg hết. Đó, một cặp chất liệu bằng đồng xưa nha. Còn lành lặn liền lạc hết. Rất là đẹp, lâu lâu mới sưu tầm được một cặp. Mỗi một cây đều cân được 25 kg, toàn bộ đều bằng đồng nha. Chỉ có cái móc treo này thôi. Móc treo này nó phải bằng thép nó mới giữ quả tạ được nha. Một cặp như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là một cặp như thế này là 2,2 triệu cho một cặp ha, một cặp cân, mỗi cây cân được 25 kg, chất liệu bằng đồng xưa, vào cả nhà mình chuẩn xưa luôn nha. Đây là mã số 5 có trong video hôm nay. Rồi chúng ta mã số 6. Số 6 thì hôm nay em còn được một cái khuôn bánh bông lan. Đó, mã số 6 của ngày hôm nay là còn được một cái khuôn bánh bông lan chất liệu bằng đồng xưa. Cho mã số 6 thì tổng trọng lượng của cái khuôn bánh này tầm có khoảng là 3,8 kg. Và chiều dài tổng thể là có khoảng là 25. Và lọt lòng của cái khuôn á là tầm có khoảng là lọt lòng khoảng 20. Chất liệu cả nhà mình xem ha, bằng đồng xưa luôn nha. Khuôn bánh bông lan xưa ha. Đây cả nhà mình xem đây. Và một cái như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó là một
cái như thế này, một cái khuôn bánh như thế này, cái giá giao lưu với mình là 1.700.000. Bên em bao ship toàn quốc ha, mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì bên em còn được cái siêu tầm được một cái khuôn bánh kẹp trái tim nha. Đó, gần Tết rồi có siêu tầm được mã số 7 là có siêu tầm được một cái khuôn bánh kẹp trái tim. Thì cái này tổng trọng lượng là khoảng 1.2 kg, nhưng mà nó có kèm theo cái cây này là bằng thép nha. Cái này thì bằng đồng. Đường kính ở trong. Rồi đường kính lọt vòng là khoảng là 14 nha cả nhà ha. 14 nha. Nếu mà lọt vòng phía trong tầm khoảng là 13. Đó, bằng đồng, khuôn bánh kẹp. Đây cái này xem nè. Đó, có giá giao lưu với cả nhà mình là 800.000. Cho mã số 7. Mã số 7 ha. 800.000 cho một cái khuôn bánh kẹp trái tim chất liệu bằng đồng. Mã số 7. Rồi mã số 8. Số 8 của ngày hôm nay thì bên em còn được một tượng Phật Di Lạc cỡi rồng. Đây, tượng Phật Di Lạc cỡi trên con rồng ha, rất là to. Của năm nay nha, năm nay là năm con rồng ha, Phật Di Lạc cỡi rồng. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 19 kg. Chiều cao là có khoảng là 45. Rồi bề ngang là có khoảng là 31 cm, chất liệu bằng đồng. Và Di Lạc cỡi rồng của ngày hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình. Tượng Phật Di Lạc cỡi rồng 7.500.000. 7.500.000 cho mã số 8. Có trong video ngày hôm nay mà bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Thì mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay để giới thiệu cả nhà mình. Phật Di Lạc cỡi cá chép. Phật Di Lạc cỡi cá chép mã số 9. Đó. Đây cũng là một những sản phẩm rất là hay. Hình ảnh là cả nhà thấy ha, hình như ảnh là hai con cá chép đây. Còn phía trên là Phật Di Lạc cười rất là tươi nha. Gánh sâu tiền. Hai con cá chép đây ha, ba thỏi vàng, xung quanh là đế tiền nha. Đang đứng trên một cục vàng rất là to. Phật Di Lạc hay gọi là Phật cười nha. Ông lúc nào cũng mang lại may mắn tài lộc, cười rất là tươi ha. Đây, mã số đây là mã số số 9 trong video ngày hôm nay. Có giá giao lưu với cả nhà mình Phật Di Lạc cỡi trên hai con cá chép. Có giá giao lưu với mình là 7.500.000. 7.500.000 cho mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình một tượng Phật nha. Mã số 10 cũng là một tượng Phật. Đây là Phật hay gọi là Phật áo ha. Thì trên cái người của ngài á là có rất là nhiều vị Phật nổi nha. Chất liệu bằng đồng. Chất liệu bằng đồng xưa đây cả nhà mình xem đây. Tượng này tổng trọng lượng khoảng 7 kg. Chiều cao của tượng là khoảng là 48 cm. Bề ngang tầm khoảng là 26, chất liệu bằng đồng. Đó, trên áo của người là có rất là nhiều vị Phật nổi đây, rất là đẹp ha. Và tượng này có giá giao lưu với mình là 3.600.000 cho mã số 10. Có trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Đó, đây là mã số 10 ha. Rồi, tiếp theo mã số 11. 11 của ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình tượng Phật Di Đà. Phật Di Đà chất liệu bằng đồng. Tượng này rất là to. Phật Di Đà tổng trọng lượng là khoảng 16 kg, chất liệu bằng đồng. Đây cũng được xem là một những tượng rất là đẹp như cái nào ha. Người ngồi trên đài sen đây, tay cầm cái bát, quay một vòng cho mình xem ha. Chất liệu đồng, lên màu thời gian rất là đẹp rồi. Tượng này là tới 16 kg được. Đó. Và một tượng như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 5.500.000. 5.500.000 cho một bộ tượng như thế này ha. Đây mã số 16. Chiều cao của tượng là lên khoảng là 48 cm. Bề ngang của tượng là tầm có khoảng là 26, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng như thế này, tượng Di Đà ha. Có giá giao lưu với chúng mình là 5.500.000 cho mã số 11. Rồi, mã số 12.
12 thì giới thiệu với cả nhà mình tượng Phật Thích Ca. Là tượng Phật Thích Ca chất liệu vân đồng. À, tượng Phật Thích Ca tượng này là nặng là 17 kg. Chất liệu vân đồng. Tượng này thì cao là 50. Rồi bề ngang của tượng Phật Thích Ca ở tầm khoảng là 32. Chất liệu vân đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng Phật Thích Ca như thế này. Ở bên em có giá giao lưu với giao lưu mình là 6 triệu đồng. 6 triệu đồng ha, bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha. 6 triệu đồng. Đó, 6 triệu đồng. Em bao luôn phí ship toàn quốc mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Của ngày hôm nay là một con gà. Gà như ý, chất liệu bằng đồng. Đó. Con gà như ý ha. Gà như ý này có tổng trọng lượng là khoảng 4,8 kg. 4,8 kg chất liệu bằng đồng, gà như ý. Đó. Tổng trọng lượng là khoảng 4,8 kg. Chất liệu bằng đồng. Quay một vòng mình xem ha. Đây hai bên là có hình ảnh là sâu tiền như ý đây, tiền vàng ha, như ý. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 28. Bề ngang là 21. Chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó. Gà như ý như thế này. Có giá giao lưu với mình là 2,4 triệu nha. Rất là nét, rất là đẹp ha. Thì mã số 13. Rồi 14. 14 là giới thiệu với cả nhà mình. Đây. Cặp bình. Cặp bình chất liệu bằng đồng, mã số 14. Cặp này thì long phụng. Có tổng trọng lượng là khoảng 2 kg thôi, bên gồng bên phụng. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 22. Rồi đường kính miệng là 8 cm, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này là 1,700,000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ nha. Đây mã số 14. Rồi mã số 15. 15 là một con gồng. 15 là một con gồng chất liệu bằng đồng. Thì chiều cao tổng trọng lượng của nó là khoảng 4,2 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 27. Rồi bề ngang là 22. Chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình một con gồng như thế này là 2,4 triệu. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc ha. Con này rất là to nha. Năm nay cũng là năm con gồng ha. Mình nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Đây mã số 15 có trong video ngày hôm nay. Và mã số 16. Mã số 16 thì giống như em nói lúc đầu video nha, thì sẽ giới thiệu với cả nhà mình một bộ vàng đồng. Bộ vàng đồng này của Pháp. Bộ này nặng tới 80 kg được. Chất liệu vàng đồng. Để cả nhà mình xem ha. Nó bao gồm một bàn. Một bàn như 4 ghế. Thì bàn thì chiều cao tầm 73. Rồi mặt bàn. Đây là mã số 16. Mặt bàn thì tầm có khoảng là 68. Còn ghế ha. Ghế là cao tầm khoảng là 84. Rồi mặt ghế là tầm khoảng là 33. Chất liệu bằng đồng. Bộ này là tới 80 kg đựng chất liệu bằng đồng, bảo hành 3 đời chưa hư nha. Ở đây cả nhà xem với một cái tích là nho nha, rất là đẹp. Thì về mình có thể cắt một miếng kiến để lên ha. Đây cả nhà xem đây, bộ này là nặng khoảng 80 kg đựng nha, với một cái tích rất là hay, cái tích là nho ha, lên màu thời gian rất là đẹp rồi. Đây cả nhà xem đây, ở trên đây nó có đóng 1916 ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ như thế này. Có giá giao lưu cả nhà mình là 45 triệu đồng. 45 triệu đồng bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 16 có trong video hôm nay. Và mã số 17 là mã số cuối cùng, một cặp đôn. Đây là một cặp đôn đồng của Pháp luôn. Mặt thì mặt đá, còn chân là hình ảnh là thiên thần. Đây cả nhà mình xem ha, rất là đẹp nha. Và chiều cao khoảng là 70, gần 75 ha. Đó. Và mặt đá ngang tầm khoảng là 37. Chất liệu á, mặt trên là mặt đá, còn hai cái chân dưới là bằng đồng. Đây cả nhà mình xem đây. Thiên thần ha. Và một cặp như thế này, bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 14 triệu đồng. 14 triệu đồng cho một cặp đôn đồng.
Thì cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp giúp em ha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ nha, địa chỉ là ở Cần Thơ, mình có thể đến trực tiếp cửa hàng của em để xem ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc lạ hơn bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.